sống nên không có chuyến đò nào. Tiết mục song ca xúc động nhất mà con biết từ trước tới nay. Cho đến bây giờ thì con mới nói ra cái cảm xúc thật của con để cho má biết. Khi mà vô tình con xem được cái lá thư má gửi về cho ông bà ngoại, thì con có đọc và trong cái lá thư đó có viết là má bây giờ là đã có gia đình mới rồi và má sắp có em bé nữa. Nên là con lúc đó thật sự là con cảm thấy không có được má quan tâm nhiều nữa và mất đi luôn cái sự quan tâm của má. Nhớ là khi mà con đọc lá thư đó xong thì con có chạy lên cái ngã ba của nhà cậu á, con đứng con tìm má, con đợi. Nhưng mà từ đó giờ rồi má có bỏ con đâu mà. Con đợi để má về với con. Từ xưa đến giờ lúc nào má cũng suy nghĩ là con là còn bé, lúc nào cũng còn nhỏ. Ôm nhau một cái được không ạ? Lần nữa con xin cảm ơn cô và cảm ơn Tiểu Ngân. Tiết mục quá hấp dẫn, quá hay. Con rất là muốn một lần nào đó được lắng nghe cô lại được song ca cùng với Tiểu Ngân ở trong một cái show nào đó, trong một chương trình nào đó. Con xin được đại diện cho chương trình sân khấu đầu tiên chúc cho cô luôn dồi dào sức khỏe nè, luôn cảm thấy an yên trong lòng mình. Còn Tiểu Ngân sẽ luôn hạnh phúc, luôn rạng ngời xinh đẹp như ngày hôm nay ha. 22 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9, hãy đến với sân khấu đầu tiên.